Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cách thay dây cura máy trụ bánh xe. Thì đây cũng là lần đầu mình thay dây cura nên là trong quá trình thay có những cái nói chung mình làm không có chi tiết lắm, có gì anh em thông cảm nha. Anh em xem cho hết video mình sẽ biết cái cách thay. Mình làm video cũng chưa được trọn vẹn là xưởng cũng tương đối là ồn nên anh em cũng cố gắng để mà nghe mình. Hey, hôm nay mình sẽ thay dây cura máy trụ bánh xe. Ghê không? Chết mẹ rồi. Đây, sau này là mình phải tháo cái này ra nè, tháo motor ra nè. Trong này sẽ có ốc vali. Giạc vali. Nằm ở trong này nè. Lục giạc vali nha ba con. Đó, xong anh em tháo ba con lục giạc này ra. Thảo ba con lục giạc ra, xong rồi mình tại cái công việc mình bày nó ra. Bày nó ra nè. Đấy, mình bày ra đó. Đây, nó ra nguyên cái cụm này nè. Đây, ra nguyên cái cụm này. Ra mình lấy cái cụm này ra. Đơn giản không? Đây, đây là cái cụm buli nè. Đó, cụm trong. Trong của cái máy này. Ôi, ôi. À, đây là dây cura. Đây. Mình thay dây cura thì mình lon cái này vào trước. Đây, anh làm đi. Đây cho mình đục vô. Đục vô anh. Đúng rồi, đục vô. Đúng rồi. Đấy, đục vô. Rồi. À, kêu lấy xuống. Tại sao không bỏ luôn? Mình lấy cái dây cura mình kéo xuống dưới này ha, mình lòn xuống mình kéo xuống. Không, từ 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 chưa kéo xuống. Được không? Đưa cái này vô nè, đưa cái dây cura vô nè. À, dây cura mình trước tiên mình đưa vô trong này trước. Đây đó, mình đưa cái dây cura vô trong này trước. Rồi xong rồi mình đút cái này vô. Rồi. Xong mình lọn cái dây, đưa cái dây cura lên. Được không? Làm sao để mình tay to quá. Đây, mình đã đưa cái dây cura vào trong này. Thấy không? Này, dây cura vào này. Và sau đó mình bỏ cái bật đàn này vô thôi. Bỏ bật đàn này vô lại. Phải mặc này 5 như mặt này nằm ngoài á phải. Ok rồi, được rồi. Tiền gì? Này bỏ vô ha, rồi sau mình bỏ bạc đàn vô này. Đàn vô xong mình chiếc bao ốc này lại nha, nhớ trong đây có bao ốc lục giác ba ly nè. Ba con này, một con này, thấy không? Mình chiếc lại. Đưa nó sạc ra ngoài, mình chiếc lại. Cái này mình chiếc sạc không ta? Đây là mới tháo cái phần trên ra này. Ở dưới này còn một cái khớp ở dưới này này.
Không, bây giờ những ra mình đang nằm ngoài là mình phải đưa vào cái bình rắn ở đây này. Đấy. Thì bây giờ hiện tại mình đang này ha, mình sẽ quay một cái video thứ hai mình lắp cái bình rắn này vô. Đây. Giờ mình nhặt cái dây của ra vào phía dưới này. Và do cái con ốc này lúc này cái bình rắn này nằm ở đây này. Nó bị tuôn ốc này. Tuôn ốc. Mình phải quăng ốc để mình lấy ra. Nên nó hơi là lâu. Đây tiện thể ở đây mình quay ở phía dưới luôn cho anh em xem. Đây là cam cắt chì nè. Ở đây trục chính là mình phải tháo cái trục chính này ra nè. Xong mình đục cái trục chính qua hướng bên trái này. Mình đục qua. Đục qua tại vì con ốc này nó bị tuôn nên mình phải khoan con ốc này. Khoan cái con ốc ở đây nè. Đây mình phải khoan ốc này ra để mình đục sang. À, đây là cam của cái băng lừa này. Cái này là cam của băng lừa ha. Này đây là cam cắt chì này. Đây là cam cắt chì này, giới thiệu sơ qua đây cam cắt chì này, đây xuống lên nối cắt chì này. Đây còn bộ phận như này thì chắc anh em biết rồi, cái này chỉnh thời gian bắt của kim này ha, bộ lẻ mũi này. Của bánh xe ha, cái này của bánh xe. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái dây cua vào đây, cái dây cua của sáng mình luôn vào đây này. Giờ mình đưa nó xuống. Vào đây nè. Bây giờ mình đưa cái dây cua này xuống này. Đây cái dây cua ha. Mình sẽ để cái dây cua vào đây trước. Rồi sau đó, đây là còn một cục hàm nữa, mình để vào đây. Mình để cái cục cam này vào. Xong rồi mình đóng ngược, đóng cái trục này bên hướng bên này cho nó về lại nha. Đây, để bây giờ tại vì mình làm một mình á, nên là mình sẽ tạm dừng ở đây, xong rồi mình đóng vô rồi mình quay lại cho anh em ha. Anh em khi mà lắp cái dây cua mà lắp cái bình răng này vào hơi khó, cho anh em đục cái bạc đàn đó nha. Bạc đàn cái nằm bên này nè, nằm bên hông này. Mình đục cái bạc đàn ra luôn để mình đục cái này vào cho nó về này. Đó, lúc này mình vào hơi khó nên là mình đục cái mình tháo cái bạc đàn này ra. Đây. Đây bạc đàn này nó nằm bên hông này. À, nằm phía đây này mình đục ra luôn, đục rơi ra này. Đó mình lắp vô đây, cái dây loa của mình bây giờ đây này ha. Mình đang bên đây. Giờ mình chỉ cần đục cái cục này qua và mình chỉnh lại cái bộ phận này hết. Đó, xong rồi thì mình sẽ làm một cái video thêm cho anh em ha, để bây giờ mình làm một mình à. Mình sẽ lắp cái này lại. Rồi coi như mình tí nữa mình quay lại cho anh em ha. Đây. Rồi, đây. Anh em lưu ý nha, ở đây nó có một cái cân này lại mũi nè. Đúng rồi, ở đây nè. Thì trong này nó có một cái này, nó dây của loa mình nó sẽ bị căng. Này anh em nhớ, cái dây của loa nó chẹo này. Đấy. Nhưng mà phải mở cái này ra để dây của loa nó nằm lọt ở phía trong cái cân này. À, một con 5 ly dài này, đưa lên mở nó ra ha. Để mình đưa cái dây cua vào. Đó, ha. Nhớ mở cái này ra nha. À, đấy, cái đây là của cái cân cực này, gọi này mình mở nó ra, mình đục cái này sang này. À, mình đục ở con cái lỗ này, đây mình đục nó chạy sang này. Thì cái dây cua của mình á, này nó sẽ dây cua của mình nó sẽ thẳng này, thấy không? Hai dây thẳng nhau này. Đó. Đây là ok. Dây cua mình là ok rồi. Mình đục cái đó về lại thôi ha. Xong giờ mình đóng ở đây về qua này mà. Và còn công đoạn sau là mình sẽ ráp và hoàn thiện cái máy, nhưng mà tại vì mình làm một mình nên không có thời gian để vừa làm vừa quay cho anh em được, vì mình phải làm bằng hai tay, nên là cái công đoạn sau thì mình sẽ cố gắng làm những clip về chỉnh máy trù bánh xe ở những cái clip tiếp theo, nên anh em cố gắng theo dõi kênh mình nha. Nếu mà xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình và nhấn subscribe để nhận được video mới nhất của kênh mình nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của mình thời gian qua, cảm ơn anh em rất là nhiều.